Đó, no bụng lắm mọi người ạ. Lên tôi dụ nó đưa cây bông, nó tặng cây dù. Thưa quý vị, ở đây hồi nãy có một chị phụ huynh lại đây bóc phốt anh Trường để tôi kể cho mọi người nghe vậy. Chị nói là cái năm mà con chỉ 5 tuổi tự nhiên cái anh Trường phát hiện ra cái lôi nhỏ đi Hà Nội thi cái được quán quân, cái được không? Quán quân nhẹ, chương trình gì, tài sắc đại dương gì đó. Bây giờ nhỏ lớn con rồi, nhỏ lớn muốn hát tặng bài cho chú Trường nhẹ cái. Xin mời Susie Đâm Côi lên đây con. Đó, trời ơi, đó, buồn bữa lên đây con. Xin nhà pháo tay cho Susie Đâm Côi. Rồi, rồi mấy em, Siro Khôi Viên lên đây luôn con. Lên luôn, yeah. Dạ, bóc phốt tự nhiên ẩm con ta đi thi lấy quán quân, ngộ nha. Rồi, giờ con hát bài gì? Dạ, bài con cua. Bài, hả? Bài con cua hả? Bài này ai sáng tác con? Vũ Minh Đức. Vũ Minh Đức bắt bắt Vũ Minh Đức là sáng tác cho con bài con cua. Bây giờ là con hát biết hay là acoustic? Dạ đúng rồi chứ, acoustic là đợi mấy anh học cái bài này mấy hai ngày nữa lại hát hay không. Rồi ok, bây giờ xin một tràng pháo tay cho Susie Đắc Khôi và Siro Công Viên với bài hát The Rap. Đúng không? Đúng không? Con cua hả? Biết bài con cua không? Rồi không biết thì xin mời dưới ngồi ăn tiếp đi em. Dạ, xin một tràng pháo tay nữa ạ. Gì luôn. Một tràng pháo tay nữa đi ạ. À. Cái beat rất hay thưa quý vị. Hay
anh em rap tôi không nghe cái gì hết, nhưng mà hay nha tôi thôi. Chút xíu nữa tôi xin cái hợp đồng quảng cáo tại nhà tôi bán cua. Dạ, nhà bán cua Cà Mau thiệt. Để chú xin bài này luôn, em còn hát bài nào nữa không?